Dưới cái nắng chói chang trên quốc lộ 51, tấp nập xe qua lại, thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, mọi người nơi này thì không còn quá xa lạ với hình ảnh ba thành viên trong gia đình cùng chiếc xe mưu sinh. Được biết đây là cặp vợ chồng đủ lệch, có với nhau đã hai mặt con, vẫn hàng ngày mưu sinh trên tuyến đường này. Hiện tại thì Vườn Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và đây là một cặp vợ chồng U30, U60 nè cô bác quý anh chị. Nghe kể là như vậy đó, thì cái cuộc hoàn cảnh này cũng khá là khó khăn, không biết là như thế nào. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Vườn Hồ cũng như em Phong Bụi để tìm hiểu về hoàn cảnh của các cô chú này nha. Gặp ở trên, tình cờ gặp ở trên cái đoạn đường á, cô chú đi làm về nè. Nghe rằng thì cái cuộc sống cũng khá là vất vả luôn. Đi vô đi con. Dạ, chào cô chú. Ở ngôi nhà của cô chú ở đây ha? Có người ta. Dì ba. Cũng hư trời. Ôi, ở nhà mình là bao nhiêu người con? Hai đứa mà hồi nhỏ kia, hồi nhỏ kia cũng vô phước, chứ nó gà sợ chữ thì thôi. Ở nhà đâu có dọn dẹp đâu. Vậy là hai vợ chồng cô chú là có hai người con? Dạ. Một đứa nhỏ này, dạ. Với còn ai nữa ạ? Dạ, nhỏ nãy mới vô. Bé gái mới vô đúng không chị? Dạ. Bé đó rồi? Đi rồi, đi rồi. Dạ, vô chồng. Không muốn quay phim đúng không? Dạ. Chị nói vô phước là sao em không hiểu. Là mới 4 tuổi quen bồ. Hả? Cha mẹ nói không được. Nhiều tuổi? Mới 14 tuổi. Đàn phải chịu đắng cay sao ơi. Thôi mọi người ngồi xuống đi trò chuyện cho nó dễ ha. Dạ. Nói bạn. Rồi trời cái chỗ nè. Ôi. Chị tên gì? Dạ Phạm Chị Thêm. Chị Thêm còn chú Võ Ngọc Khánh. Nắng Ngọc Khánh. Cô là Phạm Ngọc Thêm. Dạ, Phạm và Thị Thêm. Phạm Thị Thêm. Dạ. Cô Thêm năm nay bao nhiêu tuổi? 33 tuổi. 33 tuổi, còn chú à? Con rồng. 59 tuổi. 59. Chú tên gì? Thánh. Võ Ngọc Thánh. Võ Ngọc Thánh. Cái tuổi chênh lệch với nhau thì không biết như thế nào mà cô chú lại đến, cơ duyên lại đến với nhau ha? Dạ. Nó số mạng con ngự đây. Có thể chia sẻ cho tụi em biết không? Như là nói chung thì tại vì số mạng của em chỉ rồi em không có người con trai có sức mà nội. Vô con. Ê em gái, vô đây đi em. Dạ. Vô đây đi em. Vô đây con. Rồi mùi coi trao có sức nội. Vô đây đi. Em qua đây nè, em qua đây nè. Qua đây vô xuống thịt cho chị nè. Vô con. Có cầu à. Đi mất rồi. Đi mất rồi. Quê của cô ở đâu? Dạ cũng ở đây. Ở đây à. Quê này. Dạ. Cô với chú gặp nhau được bao lâu, bao năm rồi? Cũng mười. Dạ. Nên là nữ là cái người con lớn nhất của cô chú là có 14 tuổi thôi. Là bé gái lúc nãy mình gặp. Dạ. Và chắc có lẽ là cái bé là đang cái tuổi mới lớn á, cho nên đôi khi cũng ngượng ngùng. Thôi thì mình để cho bé tự nhiên đi, cho bé nó ngồi đi. Còn hai má anh em thì cũng hơi tò mò một xíu. Cái này không biết là cô chú có cởi mở được không? Thì nãy giờ như tưởng đâu là hai chia sẻ thật nha. Là không nghĩ là hai vợ chồng đâu. Nhưng mà sau đó thì mới biết là cô thì mới 30. Nhưng mà 33. Còn chú thì 59, tức là gần 60 rồi. Có nghĩa là hai cô chú là chênh lệch nhau nửa cuộc đời. 60 này.
Rồi như vậy thì mình quen nhau trong cái hoàn cảnh nào? Như là nói chung là số mạng con người là chấp cái nó lợi rồi chuyên nợ. Hẳn làm công quả bằng đất, em cũng ở dưới cũng làm công quả bằng đất, nấu cơm nước tiếp dưới. Hẳn thì nấu sôi dưới hơn trăm trà. Rồi nghĩ là nó chê cắt vô rồi đứa chưa chồng đứa có vợ. Rồi nên chỗ nó rồi thôi nghĩ số mạng của con người mình rồi. Nó rồi nên thôi em cũng ân chúa xong đợi mừng. Lúc đó, lúc chú tán con sao kể cho mọi người nghe đi. Lúc đó cưa nhau sao? Tại vì mấy ông cắp vô. Ông cắp vô. Cắp vô. Chưa có vợ. Con nhỏ này chưa có chồng cắp vô. Thử rồi dính không? Dính mà tìm tính tính cứ. Nó thẻ con nó thẻ. Nó 28 là cái năm á. Tính tính cứ. Góc mày nó thiệt ông không tin à kịp này nói còn thánh à nên mình đứt rồi xong rồi nó thiệt ông nó thiệt ban rồi cuộc đời mình đứt á nó dốc nó thiệt rồi con cũng 43 tuổi rồi nó mấy ông cắt vô chọc kẹo này qua luôn cái bả và nó thôi đi làm luôn đi nói vậy thôi rồi mới tham tán cái nằm với cái cứ rồi lúc mà cưới nhau thì lúc đó chú 43 tuổi là lúc đó là cô là nhiêu ta 19 tuổi. Thật ra thì về cái độ tuổi thì nó chênh lệch nhau rất là nhiều mà mọi người cáp thì chắc có nghĩa là do là chưa có gia đình nên dạ. Cáp với nhau dạ. Nên thành nữ đến nên duyên nên nợ đến bây giờ. Thật ra thì đối với cô lúc đó cái tuổi 19 là cái tuổi xuân thì, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Thì lúc đó cô gặp lấy chú thì có ngại ngùng gì không hay là có lời dị nghị gì không? Không. Tại cuộc đời em có nhau chút nội. Dạ. Sợ nhiều buồn lắm đó. Nỗi buồn lớn nhất đó, đó là gì? Có cha, có chút quân đội. Không có cha sống với ông nội. Em phải cố gắng bươn chải ngoại mới nuôi dưỡng em. Rồi cho tới thì em đã đến ngoại nói rồi nữa mà sao có chồng được tim. Em nói con cũng mấy ngoại. Con cũng quyết định khi người đó lớn tuổi con cấp mấy. Nhưng mà con cũng phải cho ngoại được cái đám cưới. Đàm đám cưới nở mặt mày với người ta. Tại cuộc đời con bất hạnh lắm rồi. Đó, tuổi khổ riêng của em. Em phải cố gắng vượt qua đến với ông này. Rồi lấy nhóm này người ta cũng nói nhiều lần nữa. Trước con qua mình cứ chi. Em phải cố gắng dời nước mắt của mình đó. Thì sao ta nói sao em nghe không nói, bỏ về đứa con qua mà cứ chi. Không có cha không có xung hợp cứ chi à. Có nghĩa là như thế này. Cô á khi mà cưới với chú á có hai cái vấn đề phải đối mặt. Thứ nhất là hàng xóm bà con dị nghị. Một vấn đề là chú á là không có bà con. Không nghĩa là một người một côi. Cho nên là mang tiếng là tại sao đứa con gái dễ thương như vậy lại cưới một người đàn ông là lớn tuổi và là người đàn ông con ngoan. Như là nói em là đứa con ngoan của cha. À, nói chú là tại sao là cưới một đứa con ngoan không có cha như chị, đúng không? Dạ, rồi em cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Rồi bên chồng em cũng chấp nhận, nói thôi kể hai đứa hôn nhau. Thì cưới chưa với nhau, ở lớn nhau. Đâu phải là mình ấy là tự tại nó tìm hiểu nhau rồi cứ. Đâu phải là nó đứa con quan với cha với sức nội rồi mình. Đâu phải đưa vô hoàn cảnh tội nghiệp cho nó. Em cũng nhiều khi ta nói mình đứa con quan với cha mà cũng rất là buồn lắm. Em cũng kìm để ăn sức nội của mình. Em chỉ hy vọng tìm đến sức nội của mình hạt lòng. Tìm lại bên nội. Dạ. Mà em hỏi mẹ em hoài. Mẹ bị giấu bất không nói. Rồi em nói nhiều lúc em nói giống này em cười hữu lòng nữa tại sao người ta đầy đủ với cha có xứ bưng nội ngược đề em thì không có cha có xứ bưng nội thậm chí đi bán người ta còn hỏi mình cái câu nói mình rất là buồn tại sao người ta có cha mày không có cha mày không về xứ nội mày em nói đâu ai muốn vậy đâu tại hoàn cảnh của mình éo le làm sao nó em lớn trong này em cũng chắc chở lắm nhưng mà em cũng gắng vượt qua. Mẹ em không có chịu, mẹ em cũng quyết định. Rồi ngoại em mới nói, ngoại em nuôi hồi nhỏ tới lớn. Mẹ em bé đẻ ra bắt đầu có nuôi được bò. Ngoại em mới nuôi,
thấy em bệnh hoài, một tay ngoại mới lo, không tiền hút mang, ngoại em cũng chạy mượn nợ lo cho em. Thì em có gia đình thì thôi đừng, người mẹ cố không, em mới cố gắng chịu đựng nước mắt vui lòng mình, em cố gắng vượt qua sống gió. Có người mẹ nào thấy con khổ thôi giúp đỡ, làm có tiền giúp đỡ cho con mình. Em cũng nhớ khổ, con mình không có tiền mua bột con ăn. Hỏi mẹ mượn 20 ngàn mới trả cho mẹ, không cho mượn được không. Em phải cố gắng mà bươn chải xuống sông hứt sắt, đem đơn bán tiền mua bột con ăn. Xuống sông hộ làm gì? Hứt sắt đi sông anh. Hứt sắt vậy nè. À, vớt sắt ở dưới sông để bán, để mua cơm ăn. Vớt cái này nè, đó mọi người dễ hiểu. Rồi, đầu em mới đụng đồ mũ, em làm này cái nọ chắc chở giá từ bao keo. Ông này gặp em là cũng biết em làm quá làm rồi, quá trời làm rồi. Giá từ bao keo xuống đường dài và kéo keo rồi chở bộ đồ. Thời gian đâu có học được, đâu học được, em đang học nữa chứ, em cũng phải nghỉ ngang vì làm tiếp ngoài em. Ngoại em mới già rồi, đó em với ngoại em hết làm với gì, vì ba em mới làm với vợ chung, rồi bỏ mắt, rồi bỏ bận quả em nuôi, đó em mới cố gắng mà vượt qua sóng gió này để biết nhiêu để mà có ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà mọi người tới nhà vẫn thấy đâu có cái gì nó thay đổi nhiều đâu. Cái nhà này thì cũng là đất ở tạm, trong vật dụng gia đình thì cũng chẳng có gì, nếu một cái chòi trời tạm bờ vậy đó, cây cố thì mục nát gãy gùa hết. Mọi người thấy cái nhà nó nghiêng một bên mà ngồi mà mình thấy là góc bên này là ngã luôn nè. Cái cây này sập rồi nè. Còn cái này không trơn rồi nè, anh coi. Tụi em có một cái câu chuyện muốn hỏi như thế này nè. Thật ra người phụ nữ khi mà mơ 19 tuổi á thì lấy một người đàn ông so với mình thì lệch tuổi rất là nhiều. Thì cái việc mà là tuổi thì người ta phải có một cái kinh tế ổn định đó thì mới chịu lấy. Thì không biết tại sao lúc đó thì chị tại sao lại suy nghĩ sao lại đến với chứ? Tại vì em nghĩ là số mạng của con người, đâu biết được số mạng của con người là duyên nợ của mình. Dầu người nó biết lấy, biết lớn tuổi biết lên làm ăn đừng nhậu là được rồi đó. Nên em cũng nói ngoại em cũng quyết định nói thôi ngoại, con cũng ấy thôi, mà gặp gia đình ngoại cô của em ở đúng rồi, cô cũng ấy đi để sau này chúng ta làm khó dễ rồi đòi sức nội, không có rồi cũng nghiệp cho em. Nên thôi em phải chấp nhận luôn. Vậy là cô đến với chú là bằng cái tình yêu thương, cần một điểm tựa và một người đàn ông không có nhậu nhẹt. Chú thì con không biết là chú trước đây thì là người con trai lớn lên không có gia đình hay là có gian dở lần nào chú? Không có. Thì lớn năm 9 tuổi rồi không có. Chú 13 tuổi em không có gặp nhau. Có nghĩa là chú ngày xưa giờ cũng không có gia đình luôn. Vẫn còn trai tân. Trai tân 43. Cho tới bây giờ thì thấy có hối hận khi quyết định lấy ảnh không? Quyết định có vợ. Dạ không. Nhưng mà cái buồn của những cái nó không nghe rồi. Quá trời ơi. Sao chị có thể chia sẻ về đứa con gái lớn của mình không? Nói ra thôi, mấy ông mệt nhỏ này. Con công nó chạy. Bây giờ em đâu cho tiền ăn. Em cho tiền, em nói con ăn thời gian, con rửa chén bát tiếp mẹ đi. Tại thời gian mà có suốt ngày mẹ với ba con em ở ngoài đường. Giờ hổm ăn rồi em dọn dẹp cơm rửa. Nói ra không được, nói ra thì nó chữ mà nó như vậy. Nói con bỏ tá lạ vậy đó hả? Tá lạ vậy? Nói ra không được. Ok, còn Vậy là thôi kêu anh chị cho nó đẻ đi. Anh chị là có hai bé. Bé lớn 14, con bé kêu mấy tuổi? Bé đang ngồi coi, để ngồi. Bé trai bao nhiêu tuổi? Dạ 8 tuổi. 8 tuổi là hàng ngày đẩy bé đi ha. Bé là bé đi nhặt, bé trai bán vé số. Như vậy là rồi có đứa nào đi học hành gì không? Thôi nhỏ nó đi chơi học lớp 1 luôn, học đánh lộn rồi nghỉ luôn. Đánh lộn? Dạ. Con gái đánh lộn đi học luôn. Dạ. Mẹ ơi. Dạ đó con đánh võ ha. Thôi cho nó đi theo võ sĩ đi. Đi học ra. Rồi hợp, em hợp nhờ thì đóng đợi. Hợp nè.
anh thấy cứ có lại mình quay họ cũng đặt nhiếp nè theo học bộ luôn sợ đến đây sao? Sẽ giúp theo ta trang sẽ tôi cái cửa khóa lại sợ kia ra kêu đây sợ nó kêu kìa khóa cửa lại kêu sợ kia ra kêu đây khóa cửa này đập không được bung cái cửa này ra đây bấm điện thoại trời thôi ai dữ trời thôi ai cũng nói thôi cũng cố gắng động viên em đó cũng cố gắng vượt qua mới 14 tuổi hả chị dạ. Người trời. Ê, không biết là ở đây thì cái nhà của mình nhỏ như thế này như em Phong có chia sẻ là mọi người có thể thấy nè. Thì cái việc mà ngủ nghỉ rồi sinh hoạt vệ sinh tắm rửa thì sao thôi? Dạ thì em tắm cũng xong. Xong rồi, cũng xong rồi. Xuống sông tắm. Cái sông là khác cũng ngá ngầm luôn. Nhưng mà ở đang đây có một vật rất là quý giá nha. Cái nhà dài cho có một vật rất quý giá mọi người nhìn coi. Mấy con tôm đó mỗi lần cái ăn cơm là ngó lên mấy con tôm này là nhất à. Để em mái luôn cái hả? Con mái đi gác con. Tôm đó là kỷ niệm á. À kỷ niệm. Kỷ niệm đám cưới hả? Có kỷ niệm của con ai bấm mắt rồi. Để mái con tôm luôn. Tôm hùm. À con tôm hùm mỗi lần ăn cơm mà hay thiếu mắm cái là ngó lên mấy con tôm này là nhất thôi. Đó. Đây kể kỷ niệm nghe chơi cái đi chị. Tại kỷ niệm này hồi chưa có em chào đời. Gửi ngoại em. Kỷ niệm sao? Là kỷ niệm là chưa có em chào đời. Từ ngoài em mất rồi nên em làm lấy làm kỷ niệm đồ cổ. Còn con này, con này cờ lan của người ta bỏ vì em mấy chị làm cho nó cho này chơi. Rồi ở nhà ví dụ như chưa ăn cơm không có tôm nữa lấy cái này ra ngắm hả? Dạ không phải mình ăn được cũng chẳng ăn không được. Giờ nó rồi rồi nhìn nó là dạ. Này tôm gì? Tôm này ăn vô không được mà. Nhưng mà nếu mà tôm thiệt là tôm gì biết không? Dạ không. Tôm hùm tôm hầm 1 ký như nó là 1,5 triệu ghê không? Em đâu biết vụ tôm. Từ trước giờ trong từ điển okay. Ở đây thì cái không gian bếp của chị ở đâu? Dạ cái không gian chị nấu nướng ở đâu? Lúc trước thì em nấu cơm điện hay rồi thời gian em có thì anh của em lấy cái cơm điện còn nấu gì đâu bếp. Dạ. Ăn ở ngoài hết rồi. Dạ ăn ở ngoài thời gian cứ về nấu sau về tới 7 giờ tối. Người tắm ở dưới sông vệ sinh đi miết ra ngoài sao vệ sinh thì em đi ở ngoài em đi uống bột ván lưu bát đứa người ghé uống cà phê rồi tắm rửa vệ sinh này cái nọ rồi. Trời. Làm công việc gì hai vợ chồng ngồi nhặt ve chai ra? Em thì bán số và đập đập bán số nhặt ngày bán được bao nhiêu tờ? Dạ 2 cây 2.2. 220 là 220.000 ngon rồi. Rồi chúng rồi đâu mà lại. Thì mà chúng bọn ác nữa đâu phải dễ đâu ơi. Một thì đổi xuất giả, hai nữa chúng bọn ác đồ lựa mua mà người nó không có ái sợ ấy cái cũng cái giật của mình luôn. Đó. Như vậy cái điều kiện của mình dài thì giống rồi đâu mà lấy vé số mà giống rồi đâu đi mua ve chai. Dạ lượm đồ mũ luôn thì tùy như thế tới từ ngày vừa cho đồ mũ luôn. Kim đồ mũ luôn. Dạ. 40 rồi mới có tiền chi phí nổi mới cho nó tiền ăn uống rồi về phải ăn gì rồi em hay làm chiếc mệt la nó để trả lời nó em khó khăn thôi. Rồi con gái của chị có làm công việc gì phụ chị không? Dạ chị không có đầu hàng chưa có bán cho chồng bây giờ 4 người chờ còn 3 người rồi. Trời ơi tôi chứ bà chứ tử rồi con tôi là 4 người giờ còn 3 người đến cái nhà em thấy ngoài sau có một cái di ảnh thì không biết di ảnh nó của ai ha, cô chú của ai vậy cô? Dạ di ảnh này của ai ạ? À? Của dì ba. Dì ba rồi mình thờ gì đó. Dạ. À nên thành nữ cái nhà này là cái nhà của dì ba. Dạ. Nãy chị có nói đó là người dì ruột không ở nên ở ở tạm đây. Dạ. Quen một người lớn tuổi như vậy á cô, rồi đó bây giờ là có thấy là chú thể hiện tình cảm và gần gũi của mình không, kiểu như là nặng người giống như những cặp vợ chồng đồng tuổi trẻ trẻ không? Đối với em bây giờ không còn cảm giác gì. Hồi lúc mới quen á, hồi mới quen thì cũng vậy, mình thường chỉ là cố gắng làm kiếm kiếm tiền thôi. Kem bánh tròn em không có xài. Đi chợ không có đâu. Có chở đi quán bờ kè đồ để mà ngồi tâm sự không? Em bờ kè em thiếu chai về họ chở bột chở keo còn không kịp thời gian. Chị nói không biết chị ít sử dụng son phấn nhưng mà em thấy chị vẫn biết gì, chị vẫn thường xuyên làm đẹp mà đẹp nói chị kìa. Đâu lâu thì hãy làm dồn tay cho sạch sẽ chút ăn còn keo bánh son là không xài.
sưng muốn tay à, cậu trong trong mặt thôi, không có gì hết. Cái em hỏi thiệt nè, cái này tụi em hỏi thiệt để cho mọi người có thể biết, không biết là chú có một cái sức hút nào để mà có thể là cho cô có thể đến với chú á? Ai mày không nghĩ sức hút gì trơn, kỳ này vô xuống mặt con người vô trời sắp đặt rồi, có nghĩ hút gì hết trơn không, sức hút á? Không luôn, không chỉ có hai viên đạn thôi. Hai viên đạn. Không, ý đó là sức hút về cái tính cách nè, về tình cảm nè. Không nhậu. Nhậu sao sức hút? Không, mất hút thôi, đừng có sức, mất hút rồi đừng sức. Không có nhậu, không có nhậu. Không nhậu là như vậy là yêu rồi. Ừ. Đó. Dạ. Còn hai viên đạn là gì? Súng bắn. Ôi, chắc chết. Không hiểu chứ hiểu. Chưa hiểu. Sao vậy? Nó tại anh thử quyết. Chắc chết lắm. Chia sẻ như thế này, tình cờ mấy anh em đi ngang qua thì thấy cả gia đình mưu sinh đẩy ngồi đường cũng rất là gian nắng dầm mưa, mồ hôi mồ kê về nhà rồi mà vẫn chưa ráo mồ hôi cô bác anh chị. Căn nhà thì tạm bợ và giống như là hai vợ chồng quen nhau trong một cái tình cảnh đó là đôi đũa lệch. Chú thì lớn tuổi, cô thì trẻ, hai người khoảng cách 30 tuổi, có hai mặt con. Đứa con gái lớn thì không biết nó hiểu chuyện, chưa hiểu chuyện lắm cho nên là vẫn còn hư hỏng. Còn thằng nhóc này chắc có lẽ là cũng đang trong độ tuổi lớn nhưng mà cũng có vẻ là khôn lanh này, cũng chịu khó nè, cũng theo chân ba mẹ để kiếm tiền. Thì hôm nay mình với anh Bùi Hồ cũng có duyên ghé thăm gia đình, có món quà nhỏ gửi cho gia đình từ chị Châu Hải Vân, ủng hộ cho hai gia đình 1 triệu đồng để có một phần san sẻ cái khó khăn hiện giờ. Mua một ít thực phẩm, đặc biệt là chiều nay đi mua ít cơm ăn với tôm đi cho nó đỡ thèm. Giờ tôm này em không có biết ăn, chiều đi mua lạng tôm 30.000 đi. Em không có tôm, em vợ em ăn có cái con này nè. Con này sao ăn được, nó vừa ngon vừa béo. Biết con gì không mà ăn? Dạ này con kỳ lăng đâu mà mua đâu ạ? Dạ mới mua mà cũng người ta bỏ rồi em mấy chị ấy bỏ ổn nên đem về cho nhỏ này chơi, thằng này chơi. Nhưng mà nãy cô nói là không biết ăn mà mua con này về ăn là sao? À không biết không, nhà viên giác nó coi rất là đẹp hơn mấy con này. Nó đẹp hơn chị. Dạ dạ đi, dạ đi. Nó giỡn hết chứ. Dạ. Gửi một ít để chiều có mua gì ăn. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn rất là chiều nhiều. Tính mua gì? Dạ chị không mua. Chiều em mua cơm phần. Mua cơm hộp đem trời. Tại thời gian có nấu cơm ít nhà có không? Có không dạy. Không có nói gì. Ở trời. Ôi trời. Dạ. Sao con biết lời cảm ơn? À chị con. Ba mẹ. Mẹ nói sao? Ba mẹ ba đó. Mẹ ba dạy con sao? Ba mẹ ba dạy con hả? Người người đáng có con thì con cảm ơn. Giỏi. Ba mẹ dạy rằng là nếu như người lớn trả tiền thì con cảm ơn. Câu đó mình đồng ý luôn á. Hai vợ chồng thì có một bé gái thì coi như là thôi, không bàn nữa. Nhưng mà cháu này thì được. Con đừng có hư nha. Ba mẹ buồn thấy không? Rồi cũng chúc sức khỏe hai cô chú ha. Dạ em cũng cảm ơn rất nhiều. Rồi chúng ta cũng động viên tinh thần em thôi. Tới đâu tới thì dạ chào cô chú ha. Dạ.